đang quay mấy cái em tròn bầu, nghe cái tiếng lễ hội làm trai nên là xin phép các anh chị để lên ghi hình cho các anh chị xem cái lễ hội làm trai của Tầm Chu ở thành Long An luôn. Nó rất là náo nhiệt, xin tạm dừng chút xíu anh chị. Cái lễ hội này nó vô cùng náo nhiệt. Người dân hai bên đường là hàng năm là ăn Tết xong là cứ chờ cái lễ hội này, giống như là một cái Tết thứ hai vậy đó. Trại Trọng Hương ở Hồ Mai Lắp, bữa nay 16 tháng Giêng âm lịch, tiếp tục lên sóng cho các anh chị xem cái khu chuồng trại đang mở rộng của trại mình ở ngoài kia xa xa đó. Đó là cái trại mà đang mở rộng, trong đó nó có 4 cái dãy chuồng. Mình cũng đã bắt nó lắp bít hết cái dãy này rồi đó. Đây là mấy cái em cái bầu sắp đẻ. À, ổ cũng đã sẵn sàng nó hết rồi. Đây là cái bức tường giữa, mình làm hai cái dãy hai bên đã được dãy rồi, đây còn dãy nữa bên kia, dãy nữa. Chiều nay là mình sẽ dời lắp hết cái dãy này luôn. Đây cũng có mấy em cái khủng, cái đường chuồng mới luôn. Đây là cái con cái bầu để mình bắt ra cho anh chị xem, nó cũng hơn tháng rồi nè. Đây con cái bầu nó hơn tháng rồi nè, nó vú nó bự rồi nè. Đó. Mà cho cũng sắp đẻ rồi. Các anh chị nào có nhu cầu liên hệ Trại Trọng Hương Hồ Mai Lát, cái bầu, cái tứ, cái lứa, cái tơ gì đủ hết. Phan, mình nghe rần rần ở ngoài trước để lên quay cái lễ hội làm trai, các anh chị xem cái rồi quay tiếp. Đây là cái lễ hội làm trai truyền thống của người dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An vào ngày 15 và 16 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Trước mặt các bạn là cái hoạt động, cái nghi lễ là rước cô hồn 12 giờ trưa ngày 16 tháng Giêng. Cái lễ hội này là kéo dài 2 ngày các chị, ngày 15, 16 và cái ngày chính là cái ngày 16, và đặc biệt là cái ban đêm á, khoảng 0 giờ là có cái hoạt động đốt ong tiêu, đó là cái hoạt động đinh. Ở ngoài trước là có 4 anh đã không ai bị ngã này. Vậy chứ không sao, dựng lên là đi tiếp à. Tôi đang đứng ngay cái khúc giữa, hai đầu là rất là đông người, đặt kín luôn. Bữa nay là ngày cuối tuần nữa, ngày Chủ nhật, cho nên là rất đông. Hiện giờ là 11 giờ 50, trời rất là nắng, nhưng mà hai bên đường người dân là xịt nước, tạt nước nên là cũng làm mà dịu đi cái cơn nóng. À, các bạn thấy là rất là đông. Thank you.
nhiều người hóa trang thành zombie, những hình thù kỳ quái, nẹt bô đều có luôn. Bữa nay thì mấy anh giao thông thì chủ yếu là làm cái công tác đảm bảo an toàn dẫn đường với hô bắc. Có mấy anh thanh niên thì cũng manh động, cũng bốc đầu. Nếu mà cái đoàn người này mà kéo dài ra thì chắc cũng khoảng 3-4 cây số. Hồi nãy là có mấy tốp đã đi qua rồi. Đây các bạn thấy nó đặt cứng luôn. Người dân hai bên đường người ta xịt nước. Rồi các anh chị nào mà có tham quan cái trại trùng hương Hùng Anh Lát ngay cái dịp lễ hội làm chai này thì kết hợp được cả hai, vừa tham quan nuôi tròn vừa tham quan lễ hội luôn. Cái địa chỉ cũng rất là dễ đi, đây là cái tỉnh lộ 827A, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Trước mặt anh chị là cái những thanh niên ở trong ấp, hàng năm thì duy trì cái thông lệ là vừa gom lại để giao lưu một vài ly rồi đón cái lễ hội này luôn. Trước là những cái thanh niên lập một cái chốt đó, mấy anh giao thông, mấy anh công an xã, mấy ngày này chủ yếu là để giữ trật tự để cho bà con diễu hành chứ cũng không có bắt. Và bà con ở đây thì hưởng ứng đón cái lễ hội này vô cùng là phấn khích và rất là vui. Cờ hội, cờ tổ quốc tung bay ở giữa đường luôn. Đây, cái đường đó là cái đường tỉnh lộ 827A. Ở đây thì nhiều bà con ở địa phương khác, Sài Gòn, rồi các tỉnh miền Tây, thậm chí miền Trung, miền Bắc biết cái lễ hội này, là ghé tham quan, tham dự cái lễ hội luôn. Nhiều người diễu hành hóa trang thành nhiều cái nhân vật zombie rồi yêu quái, làm sao cho nó thu hút. Đó, nguyên một cái đoàn người rất là dài. Ngay vị trí chỗ mình là cách cái thị trấn Thầm Du của huyện Châu Thành, tỉnh Long An là khoảng 4 cây số. Thì cái đoàn người này nối tiếp là cỡ đó luôn, khoảng 3-4 cây số. Cho nên là các chị nếu mà tham quan trại trồng hương ngay thời điểm này là của Hùng Ai Lát là hơi khó đi, nó kẹt cứng luôn. Nhưng mà cũng rất là vui. Cái khối đó là cái khối nẹt bô các anh chị. Mấy chiếc xe nào mà lỏng bạc xịt khối á, thì mấy ngày này là ra là trổ tài hết. Riêng 1-2 ngày này thì mấy anh công an giao thông chủ yếu là giữ trật tự thôi chứ không có bắt mấy ngày này. Cho nên là mấy ảnh là tha hồ thể hiện. Đây là cái gia đình nhỏ đi giữ cái lễ hội làm chai, hai chồng hai đứa con biết hóa trang thành cái gì. Đây là cái anh mà mới vừa té ngã, đứng dậy đi tiếp thôi chứ không sao. Đó là cái chốt xịt nước. Các anh chị ở xa thì chắc cũng chưa có nắm rõ cái lễ hội này. Tại trung ương một lát thì cũng xin nhắc lại là cái lễ hội làm chai này là nó có truyền thống hơn 100 năm rồi. Cái làm chai, cái từ làm chai á, thật ra là hồi xưa là không phải cái từ chai mà là cái từ trai, tức là làm trai đàn á.
làm trai cho đáng nên trai á, có nghĩa là ngày xưa thì cái thời kháng chiến chống Pháp á, có hai cái vị Đỗ Tường Phong và Đỗ Tường Tự có cái tinh thần yêu nước, và thực dân Pháp đã xử tử hai cái vị này, cho nên là người dân của Châu Thành Long An hàng năm đều lập một cái trai đàn để mà tưởng nhớ ghi công hai cái vị Đỗ Tường Phong và Đỗ Tường Tự. Thì cái tự trai đàn đó người ta đọc trại trại qua cả trăm năm, ta đọc trại trại thành cái tự gai theo phát âm của người miền Tây, thành cái lễ hội làm chay, chứ không phải là làm chay là ăn chay. Đó là những anh chị công an xã giữ cái trật tự cho cái lễ hội này. Và cái lễ hội này diễn ra vào ngày 15 và ngày 16 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Người dân Châu Thành của Long An sau khi ăn Tết xong thì cái này giống như là một cái Tết thứ hai, họ hưởng ứng rất là nồng nhiệt. Đó là cái đoàn xe của cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự để giữ cái trật tự cho cái lễ hội này. Bữa nay là quay chồng hương của trại chồng hương Mũi Lát, mà sẵn ngay cái dịp lễ hội này cho nên là cũng nói hơi lan man cái lễ hội này cho các anh chị ở gần xa biết và hiểu thêm cái lễ hội làm chay của Tầm Vu Châu Thành Long An. Hình như là cái đường này là bây giờ là chỉ còn có một chiều thôi, cái hướng từ ngay trung tâm chính của cái lễ hội đi về cái hướng này, và cái đường này thì nó giống đường gạch đá rồi, nó đi thành một cái đường vòng. Rồi sau khi quay cái lễ hội làm chay cho các anh chị xem, tiếp tục trở lại với trại chồng hương Hồ Mê Lát, dẫn các bạn các anh chị xem cái khu ngoài đây. Đây trưa cũng rất là mát. Đây là cũng cái lứa 11, 12 tháng. Nguyên cái dãy này. Dòng ra sau đây là cái những cái em được nhảy. Đây là được tơ 6 tháng. Đây mới được nhảy. Người cái dãy này là được nhảy. Đây. Đó, nằm cuộn tròn. Đây. Được rất là bự các bạn. Rồi tiếp tục thợ chiều nay sẽ hoàn chỉnh cái khu trại mới. Hiện giờ là tiến độ khoảng 70% cái khối lượng công việc, chắc khoảng 3 ngày nữa là hoàn chỉnh luôn. Các anh chị các bạn nào có nhu cầu muốn khởi nghiệp trồng hương liên hệ với em nha, có đầy đủ các cái lứa hết. Trồng bầu, đực nhảy, cái lứa, cái tơ, baby, có hết. Bảo hành các chị 2 tháng, bao đổi trả. Và giấy tờ đầy đủ. Rồi, cái địa chỉ mình để ở dưới phần bình luận. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm.